Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người. Hôm nay Đức Tính nhân chút thời gian này đi thăm mấy bà cụ. Đức Tính chuẩn bị đến nhà của cô Huệ Ánh, một người già neo đơn bán số cái gì ở trong căn nhà tình thương. À, chào bà. Bà nhớ con không? À, bữa hổm chở bà từ chợ về, chở bà với bao gạo chở về đó nhớ không? Dạ. Bà la mấy chó mà con anh nó ụt quá. Quá trời chó. Bà nay bà có đi bán không? Dạ. Cũng thì dọn đi hả? Dạ. Rồi coi chó dữ vậy đó hả? Dạ. Ừ. Thì đây một bà lão neo đơn nha quý vị, sống trong một cái căn nhà tình thương. Nó lẻ. Dạ dạ lẻ ha. Rồi thôi bà thì cũng bận đi bán, con thì cũng bận đi phát gạo. Dạ. Mấy chó thì nó bận sủa. Dạ. Thì thôi giờ con gửi bà cái con đi luôn. Để thôi nó la ầm sầm cái chuyện không nghe được gì. Con có đứa em. Dạ. Hải sản Ngọc. Dạ. Gửi tặng cho bà 10 kg gạo. Dạ. Này chứ trong đó có kèm 100.000. Dạ. Đây bà cầm 100.000 con đi. Cảm ơn cô cậu. Rồi, cầm đó. Dạ. Rồi ngoài ra thì ở đây con có con chai dầu. Con gửi bà. Cảm ơn cậu. Dạ. Chai dầu nước xanh. Ngon lắm, tốt lắm. Chở từ gì đây hả? Dạ không, con chở bà về, con tặng gạo bà chở về không được rồi con chở bà về luôn đó. À. Cảm ơn cậu nha. Bà nhớ không, bà có cho con mấy trái xài đó. Dạ. Không vậy, tôi nói ô sao cậu mất tiêu. Dạ. Không vậy, con bận quá. Dạ. Vậy con gửi bà heo. Dạ, cảm ơn cậu nha. Dạ. Này của nhỏ em con, chứ không phải của con. Dạ. Này của nhỏ em con, chứ không phải của con. Dạ. Dạ. Chiếc chai dầu của Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Cảm ơn Mạnh Quân được rồi. Dạ. Cảm ơn con, đi đến cháu rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu. Gì thằng này sủa chứ không gì chứ hả? Rồi bà ở nhà con mình thì có mấy chó hù hỉ cho vui hả? Cho nó vui cho nó sủa. Cho vui cho sủa hả? À, dạ. Rồi bà đi bán ngày được nhiêu tờ? Dạ bán ngày có khi 80, 60. Nó đưa có 20. Vậy đó? Ủa, dạ. Đưa có 20 hả? Nó đưa có nhiêu, tại vì nó có tiền nó cầu, dạ. Thiếu nó muốn đưa gì nó đưa à. Dạ. Dạ. Rồi, à, thôi con đi nghe bà. Dạ, con mình bà ở đây luôn vậy đó. Dạ, con mình đó. Con mình với mấy con chó chứ. Con hồ Đức Tính thì cái áo như thế này có chỉ có 55.000 thôi. 55.000 một cái áo đẹp mà bền nha, bền chắc. Đức Tính quanh năm suốt tháng Đức Tính mặc áo này không nè. Thường mọi người thấy trên video Đức Tính hay mặc gì. Hoàn cảnh thứ hai là hoàn cảnh của cô Hoặc. Một cái người già neo đơn mà bị khờ đó gì. Ở trong một cái căn nhà bình thường. Ở đây. Ở trên đất đậu luôn. Lâu lâu thì Tính có quà thì sẽ nhớ đến cô. Hôm nay có quà tiếp tục xuống chào tặng cho cô. Chào cô. Dạ. Dạ. Mới tới. Mới tới, khỏe không cô? Khỏe. Ôi ơi, nay mặc cái quần xịn dữ vậy. Đi ấy hả? Dạ. Mặc sao giống cái quần có người ta cho cái quần nè. Dạ. Ngày nay nhà sạch không? Nay nhà sạch không? Trời ơi. Hơi bị chất nè nè nghe. Ôi quá rồi, quá rồi. Qua thì mua cá này hiếm lắm, cái mất con rồi, chừng hai đáng lẽ rồi chừng hai con mới phải. Mua cá hiểu lầm mất con là sao? Đó nãy kìa. Thôi kìa. À, mua cá hiểu lầm mất con. Ừ, mất con rồi đó. Thôi cho con để gạo xuống đi, để chỗ nào? Để chỗ nào? Rồi có gai nhà gác nhiều rồi nè, con buồn rồi nè. Gác nhiều rồi đó nghe. Cái này là biết rồi. Cái này là mà phải quét dọn liền nghe. Chút xíu là quét dọn liền nghe, thôi con buồn nghe. Dạ. Không dọn cực lắm á. Này, quá rồi nè. Nhà mình nay có gác rồi nè. Rồi cô dọn cho sạch nghe. Dọn sạch nghe, con mới chịu nghe. Rồi bữa nay chất đường đóng về rồi đó hả? Cái bao. Dạ. Rồi, sao bán đi, sao không bán đi, chất 11 ngập nữa. Gom nhiều nhiều có tiền nhiều, có mấy chục ngàn. Vậy bán được rồi. Vậy được nhiều rồi đó. Có mấy chục ngàn. Vậy nhiều quá cái ta thấy mình có nhiều quá. Ta thấy như nhiều mình quá, thấy nhiều quá cái ta không có tiền ta mua. Dạ. Ta không đủ tiền ta mua á. Cho nên là vậy là bán được rồi nghe. Nghe con. Dạ. Dạ đó, gom cho gọn đi. Gom được cái muỗng được 15 kg rồi đó. Dạ. Bữa nay có khỏe không? Khỏe rồi. Khỏe rồi ha. Sáng nay đi chạm y tế nè, xin thuốc uống á. Đi chạm y tế bị gì con? Bị gì? Đau bao tử. Thôi bây giờ vậy nè, con đau bao tử hả? Kỳ sao vậy? Rồi đỡ chưa? Đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Đau bao tử rồi, có thuốc uống chưa? Uống thuốc bảo hiểm hay gì? Có thẻ bảo hiểm. Dạ, thôi được rồi, được rồi.
Dạ dạ. Dạ. Hôm nay con xuống đây thăm cô ha. Dạ. Rồi đây có túi gạo của nhà em con tên Ngọc. Dạ. Bán hải sản Ngọc. Dạ. Tặng cho cô túi gạo 10 kg, dưng 100.000. Dạ. Đó. Dạ, cảm ơn dạ. cô cho tiền 100.000 mua đồ ăn. Dạ. Cũng được. Rồi ở đây con có đứa em con nữa. Dạ. Để tặng cho cô một chai dầu này, dầu sao bóp hay lắm, cô bị nhức đúng không? Nhức. Đó, đúng dạ, bài luôn. Trở lên nha. Này, cái này cô nóng không? Nóng nhưng mà cô đừng có sức lên cái mặt mình, sức vô cái giò thì bình thường. Ở dưới cái giò thôi. Dạ, chỗ nào nhất ở dưới giò thì sức ha. Sức như cái vùng da. Vô bụng mà bắt đầu sức liền. Dạ. Ví dụ như nhất ở dưới nhất cho trên khớp rồi nè. Nó nhất có mấy khớp rồi đó, sức vô. Sức vô. Dạ. Sức vô giống như sức dầu vậy đó ha, hay lắm. Dầu này hay lắm. Dạ, rồi con đi thì đi nhưng mà cô vẫn dẹp cái này tiếp nha. Ở dưới cho nhà hay gì? Dạ. Rồi một lát con ghé lại mà không có dọn là con buồn nghe. Dạ, dạ, dạ. Rồi rồi vậy thôi con đi nha. Tại con còn đi sợ trễ giờ tối rồi. Đi. Dạ, dạ. Đi. Bốn giờ rưỡi rồi. Giờ 4:30 à. Dạ rồi cô có gì muốn nói với mấy người tặng quà mình không? Mấy người cho tôi gạo với cho tiền mừng quá. Với cho dầu nữa. Dầu nữa. Dạ. Mừng quá trời mừng. Mừng quá trời mừng luôn ha. Dạ. Dầu kia hết rồi. Dạ, hết rồi ha. Hết rồi dạ. Thiệt á. Đó. Đó thì hết thì giờ tới liền đó. Rồi cái dầu này. Dạ. Rồi, đúng rồi. Trời công nhận dầu nó hay á. Dạ, dầu nó hay phải không? Ừ hay thiệt. Dầu này cũng hay nữa. Ừ. Dạ. Vừa cái tối rồi như chất liền. Dạ, rồi vậy con đi nha cô. Ừ. Nhớ dọn gác nha. Ừ. Nhớ dọn gác nha. Ừ. Dạ dạ. Rồi con đi ạ. À. Lát con ghé mà còn gác là con buồn nha. Dạ dạ. Tiếp tục hoàn cảnh thứ ba, cũng là một cái hoàn cảnh hai người già mà ở trên đất đậu cái gì, cũng căn nhà tình thương. Đây là hoàn cảnh này, ủa sao bữa nay cỏ mọc dưới vậy nè. Nhà này bên đây dở luôn rồi. Cô chú ơi. Phải không cô chú? Có nè. Có nè hả? Đang cơm hả? Dạ. À, dạ. Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà đi tới ngay bữa ăn luôn hả? Cô không à. Dạ. Chứ không chú sao rồi? Chú khỏe không? Trời ơi, ông cũng để ăn nửa chén cơm vậy đó. Nửa chén cơm hả? Sữa uống hàng ngày hoài á. Dạ. Rồi cái nhà bên đây... Để cái... ôm. Dạ, dạ, ôm xuống con đi. Nặng. Nặng. Rồi cái nhà bên đây sao? Cô, sao? Giáo kêu cô để xuống luôn đi. Ôm nặng. Dạ chú, bán hết hả? Rồi hôm nay con có quà của đứa em con 10 kg gạo với 100.000. Tôi cũng cảm ơn nha. Dạ. Em con tên Ngọc bán hải sản ở trên Mỹ An á. Ừ. Dạ. Đây 100.000. Dạ, cũng khổ lắm. Dạ. Cái gạo cô có đi mần gì nổi không? Không. Giờ không có mần. Một cái mẫu mẫu 2 chập. Mẫu 2 chập ha. Mẫu 2 chập ơi. Dạ. Quá trời mẫu luôn. Rồi làm 10 kg gạo với 100.000 này của đứa em con tên Ngọc. Ở đây có một chai dầu, không có một chai dầu nước xanh gì đó. Đợt này là dạ. Người ta mổ là người ta hấp điện xong hả? Dạ. Ai? Cô mổ hay? Ông mổ nữa đó. Dạ, ông mổ nữa. Mổ nữa. Mổ hởm rồi mà. Mổ giờ nữa. Mổ nào nữa? Chập đó đó. Mổ nào nữa? Mổ lâu lắm, mấy tháng nữa rồi lên dạ. Con lạnh mổ. Là bị sao nữa? Lên hội nghị á. Bị sao nữa? Cái bụng nó trướng á. Dạ hả? Mổ đừng cho nó xẹp cái bụng mà xuống. Mà bác sĩ nó bị sao? Thì là con cái ruột của ông thắt lại vậy đó. À, thắt, co thắt ruột. Chỉ ông bị nhiễm trùng. Dạ. Nó không có đi hơi rồi được. Rồi cô hỏi mình không có tiền là sao mổ? Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm không? Mổ bảo hiểm ăn. Rồi hỏi tốn tiền nhiều không cô? Bảo hiểm mà người ta nói người ta cho. Người ta cho. Lấy tiền. Dạ. Rồi thôi cô mới ăn cơm mà thôi vô ăn đi. Ăn hết, ăn xong rồi. Dạ. Để con đi hoàn cảnh tiếp theo đi thôi. Rồi. Trời chứ mưa. Sẵn lắc mưa, dạ. Bị chỉ bị nhiễm trùng rồi, rồi bị tim nữa, đủ thứ bệnh dạ. Rồi tới đâu. Rồi cái nhà này cô còn được ở bao lâu nữa? Nhà này bác cho chủ bán. Bán rồi hen. Bán hết trơn rồi. Bán đất rồi. Rồi bây giờ rồi cô sắp tới sẽ ở đâu? Sắp tới sẽ ở đâu? Dạ. Rồi con đi cô. Cũng nhờ người ta có cho gạo, dạ. Đi có ăn chứ lấy gạo đâu ăn. Dạ. Dạ. Rồi con đi nha cô chú ơi. Vừa thấy cái là đi ra liền á, quen rồi hen. Ờ quen rồi hen. Nhìn thấy là biết rồi hen. Ừ, nghe khỏe không? Khỏe. Ở đây là hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh đức tính cũng chia sẻ nhiều lần của gì. Em này bị khờ mà. Mới mất mẹ ở trên đất đầu nhà tình thương. Ngày nay ăn cơm chưa? Mới nấu rồi. Sao mới nấu rồi hả? Sao giống đồ bị ướt quá vậy? Mới tắm hả? Hả? Mới tắm hả? Ừ. Mới tắm chị, mới tắm nè. Dạ mới tắm. Chị gầy ở đâu? Ở đây nè. Em ở đây. Ở đây với em này luôn hen. Với thằng em nó chứ bỏ nó đi
đâu có được đâu. Dạ. Bà chị... không tính bỏ đi làm, khổ quá, đi làm đi rồi ở nhà nó ăn uống không được rồi trở về nữa. Vậy đó hả? Chị rồi chị đây bán số nữa hả chị? Rồi đi bán số. Thôi vậy coi gắng coi em mình đi chứ sao vậy? Dạ bỏ nó đi nó không bị... được anh ơi. Dạ. Ở nhà nó nấu ăn nó uống không được. Nó bị khờ mà. Nó hâm đồ ăn được thì nó hâm, không hâm được. Có chừng nào kho cá thì mượn chị Tư qua kho giùm rồi. Chị dạ. Thấy vậy thôi, cũng nghiệp quá rồi. Dạ. Em không được em bỏ thì, về Đức Tính những cái phần quà của em Đức Tính chia sẻ thì Đức Tính sẽ ưu tiên cho người già thôi. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là ở đây em này bị khờ của gì? Dạ. Bị khờ khờ cũng nhiều lắm ạ. Khờ nặng hơn mình sợ nhiều lắm chị. Dạ. Nói chung là không biết gì luôn đó. Dạ. Phải không anh nói vậy phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, đây em bưng gạo đi. Đây là một túi gạo 10 kg của nhỏ em của em. Dạ. Hải sản Ngọc. Dạ, dưới 100 ngàn. Đây 100 ngàn ai giữ nè, 100 ngàn biết xài không? Không biết xài không? Không biết xài tiền luôn quý vị. Tiền thì biết lấy cho biết xài. Dạ. Rồi ở đây cho thêm cái một chai dầu của đứa em của anh nữa nè, nó tặng cho mình thêm chai dầu. Bỏ đi, chai dầu này sức mỏi bỏ đây ha. Rồi bỏ đó đi. Rồi cảm ơn. Rồi đó. Rồi đem đi nhà cất đi. Chai dầu đó sức sức nhức khớp nữa nghe, chứ không phải sức lên mũi nghe, nhớ nghe. Nghe có gì chị dặn em đó. Dạ, dạ. Chai dầu chị nhức mũi chứ không phải dầu sức mũi nha. Dạ, nhức á. Rồi. Em cảm ơn anh luôn nha. Dạ, dạ, thôi em đi ạ. Đức Tính xin trân trọng kính chào mọi người. Chiều giờ Đức Tính đi thăm được 4 hoàn cảnh, trong đó thì có 3 hoàn cảnh của già đau đơn quý vị. Một hoàn cảnh có một em trai bị khờ nặng lắm, hơn em sập nữa. Trao xong thì lát sau trời mưa, bây giờ mới tạm về tới nhà tối luôn rồi. Do hôm nay Đức Tính cũng hơi bận biểu công việc nhà. Vẫn bán mấy cái quần áo đây mà Đức Tính có bán quần áo này trên Shopee đó quý vị. Trên Shopee là những mặt hàng như thế này. Áo thun nam mà nữ nam nữ đều mặc được. Giải cái xấu đẹp lắm, không có bị đổ lông, không có bị giãn, không bị ra màu ha. Không nhăn. Nhưng mà nó bu rồi chứ bán bán khô. Cộng với cái hôm nay tính mất sửa lại làm lại cái cơ sở sản xuất nước tương đầu nành. Ủ và nấu truyền thống của mẹ mình nấu truyền thống mấy mươi năm nay đó. Do cũng có nhiều người ăn mặn nhưng mà vẫn thích cái nước tương đậu nành đó. Tại vì người ta biết nó sạch an toàn đó. Cho nên là cũng nhiều người mua. Bây giờ Đức Tính tập trung sản xuất số lượng hơn để bán cho bà con dùng. Cộng với hôm nay logo bán Shopee nè. Đây là những đơn hàng trên Shopee của Đức Tính nè. Với bán khô thì bán trên TikTok cái miền Tây. Thì cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ những sản phẩm của Đức Tính. Trong đây thì Đức Tính còn nhiều đồ lắm. Cho nên hôm nay bận biểu không có ít có đi thăm được mấy cụ già. Đây. Quần áo Đức Tính còn nhiều lắm, nếu mà mọi người có muốn mua mặc đâu gì. Mua ủng hộ Đức Tính thì cái áo như thế này có chỉ có 55.000 thôi. 55.000 một cái áo đẹp mà bền nha, bền chắc. Đức Tính quanh năm suốt tháng Đức Tính mặc áo này không nè. Thường mọi người thấy trên video Đức Tính hay mặc áo kiểu dáng này mà màu khác, do lúc trước Đức Tính lấy cái màu khác, bây giờ cái dòng sau này thì chỉ còn có mấy màu thôi, màu trắng cái xanh này thôi. 55.000 một cái trên Shopee của Đức Tính. Nếu mọi người ủng hộ thì Đức Tính sẽ gắn cái link trong cái phần mô tả cũng như là bình luận cho mọi người ấn vào link mua ha. Sản phẩm này bền chắc mà giá rẻ mọi người, chứ không phải giá rẻ mà đồ dở đâu nha. Thì cũng còn mấy phần quà nữa, Đức Tính mai mất đi quay đám cưới rồi, cho nên là nói chung công việc cũng nhiều quá. Rồi hôm nay cũng có gặp gỡ mọi người, vừa hôm nay phát được cái mấy phần quà của em Đức Tính chia sẻ cho mấy cụ già. Đức Tính cũng xem mặt cho mấy hoàn cảnh, chân thành cảm ơn em của Đức Tính, em Ngọc bán hải sản bên chợ đây, như là một đứa em tặng dầu cho các hoàn cảnh. Thì chúc cho hai em, gia đình cũng như tất cả mọi người xem kênh thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều món trong công việc, trong cuộc sống. Mọi người có ủng hộ Đức Tính thì vào Shopee đặt áo hay không vậy, cũng như là đặt khô thì trên TikTok với miền Tây. Áo thì Đức Tính có màu trắng thì có cái viền cổ và cái viền tay áo như thế này. Màu xanh thì cũng vậy, nhưng mà trong đó thì cũng có xanh trơn. Xanh trơn này không có viền nghe. Trắng cũng vậy, trắng này cũng có trắng không có viền. Áo mình chắc lắm, để lấy cái áo khui rồi cho mình xem. Này, áo không viền nè. Chất liệu vải nè mọi người.
rất là dễ, loại cá sấu không có bị giãn, không có đố lông nha. Nó tính mặt mấy năm rồi đó, hơn 2 năm rồi đó nè, chất lượng lắm, mặt rồi cho nên là rất tự tin mà giới thiệu cho mọi người đó, chứ chưa có sử dụng thì không dám nói mạnh miệng như đâu. Hàng đẹp đàng hoàng, quan trọng là vấn đề là mọi người có thích cái sản phẩm này hay không thôi, chứ đồ thì không có lỗi lầm hay quý vị. Rồi, xin chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã xem kênh ủng hộ Đức Tính. Nếu mà được mọi người ủng hộ mua áo cho Đức Tính thì Đức Tính cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an. Xin chân trọng kính chào tới quý vị.